Suni Hạ Linh nhá hàng bay sang Trung Quốc nghi vấn tham gia tỷ tỷ đạp gió 2024. Ngày 29 tháng 2, mạng xã hội bất ngờ xôn xao với thông tin Suni Hạ Linh sẽ là nghệ sĩ Việt Nam tiếp theo sau Chipu tham gia chương trình tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Từ ảnh chụp màn hình story đăng trên Instagram của Suni Hạ Linh vào một ngày trước đó, nữ ca sĩ đã có chuyến bay ra nước ngoài. Tiến hành soi kỹ, các netizen phát hiện vé máy bay của Suni Hạ Linh là của một hãng hàng không Trung Quốc. Điều này khiến cư dân mạng không khỏi nghi vấn giọng ca sinh năm 1990 đang úp mở về việc cô bay sang xứ tỷ dân để góp mặt trong show truyền hình hot bậc nhất của Đài Hồ Nam. Trên Weibo, blogger Trung Quốc cũng đăng tải tin tức Suni Hạ Linh là một trong những chị đẹp quốc tế chinh chiến tại tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa năm. Các blogger khác cũng cho biết không chỉ Suni Hạ Linh mà Lâm Tâm Như và các chị đẹp khác cũng đang trên đường đến địa điểm ghi hình chương trình tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa năm. Trước đây, sáng ngày 23 tháng 2, trên trang cá nhân, Suni Hạ Linh đã có bài đăng lên tiếng về đồn thổi tham gia tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2024. Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh xinh đẹp và đính kèm dòng trạng thái: "Ủa, phải không? Không hề biết gì luôn, con bé nay làm chị đẹp á hả? Vậy đẹp không ạ? Trộm vía ba lần." Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, tên tiếng Anh Sisters WHO Makeway, là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango Trà Vinh, đài truyền hình tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sản xuất. Chương trình mời các nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên 30 tuổi từ mọi lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ múa, người dẫn chương trình, cầu thủ, tham gia huấn luyện và trình diễn thi đấu để cuối cùng chọn ra 7 nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc mới. Năm trước, chương trình quy tụ 33 nữ nghệ sĩ cùng tham gia. Đặc biệt, Chipu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong show truyền hình này. Chung cuộc, Chipu xếp hạng 6, trở thành người được chọn vào nhóm nữ ra mắt. Ngoài ra, với phần thể hiện xuất sắc của mình, Chipu cùng Tôn Duyệt còn giành được giải thưởng phụ bứt phá của chương trình. Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, Chipu dùng tiếng Việt để giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Chipu đến từ Việt Nam. Tôi thật sự may mắn khi có cơ hội đứng đây cùng chị Ella. Cô ấy không chỉ là đàn chị của tôi mà còn là bạn cùng phòng, bạn tri kỷ của tôi. Tôi hạnh phúc khi học hỏi được rất nhiều từ cô ấy. Sau cuộc thi, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là tình cảm của tất cả khán giả. Thực sự đây như là ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi sẽ rất nhớ các chị em khi rời khỏi chương trình."